quả ác hay không? Chắc là không phải, phải không? Nếu mà ngày tháng nó sẽ chấm hết những cái tai họa thì những đứa ăn trộm nó cứ được thiệt ngày tốt rồi nó mới đi, nó mới làm, phải không? Như vậy thì suốt đời phải ở tù, có phải không? Đó. Như vậy thì mới thấy rằng ngày tháng nó không có quan trọng bằng chính mình, tâm mình, hành động của mình, làm hay là giữ, đó là cái gốc. Còn ngày tháng là cái phụ thuộc không đáng kể, mà mình bây giờ cũng lệ thuộc ngày tháng. Năm nay có tiền muốn cất nhà là tuổi xấu lắm, không có cất, không nên cất. Nhưng mà để rồi sang năm cứ xài hết, muốn cất không có tiền cất thì sao? Thì cái nào hay? Bởi vậy nên tôi nhiều khi tôi nói được có những người họ ngạc nhiên, bởi vì ai cất nhà cất chùa cũng phải coi ngày kỹ lắm, được ngày lành tháng tốt. Tới thì tôi cất chùa là tôi cất, họ nói thầy lựa ngày gì, tôi nói tôi lựa ngày sát chủ. Sát chủ là sao? Là giết ông chủ chết rồi cái nhà đó. Thì hỏi tại sao mà lựa ngày đó? Tôi nói bây giờ nếu tôi cất cái chùa lá thì nó không có ngày sát chủ, còn nếu tôi cất cái chùa tốt, tôi giờ 70 tuổi mà các cái chùa tốt thì chừng 30-40 năm mới hư, thì trong 30-40 năm thế nào tôi cũng chết trong chùa đó. Mà tôi chết trong cái chùa đó không phải chùa sát chủ sao? Thì vậy nói gì là bây giờ quý Phật tử năm 60 tuổi bây giờ muốn cắt cái nhà lầu mà chắc chắn thì nó chết trong nhà đó không? Lựa ngày gì được cũng bị sát chủ đó. Thế nên đó là lẽ thường, không phải gì lạ hết, mà người ta cứ sợ, cứ sợ rồi thành nó khổ hoài. Như vậy thì còn cái khổ nữa, cái khổ nữa là chết mà không chịu chôn nữa. Không biết ở đây sao cho Việt Nam còn nó nặng lắm, không chịu chôn là sao? Nói ngàn trùng. Nếu ai chết mà coi ngàn trùng á thì không dám chôn, phải lựa ngày nào cho hết trùng mới dám chôn. Quý vị thấy tốt thì sao? Tôi thì tôi nói nếu mà cha mẹ chết mà người thầy coi ngày đó nói rằng ngày đó ngày trùng, nếu chết ngày đó chôn ngày đó thì cả nhà chết hết, thì tôi đi xá ông thầy bói đó, cảm ơn ông, tôi rất hoan nghĩ làm điều đó. Nói tại sao? Vì gia đình tôi đoàn tụ. Để mình ba đi buồn, má đi buồn, cả nhà mình đi theo là tốt quá rồi. Tại sao mình không chịu? Tiếng chuyện mà rất là hợp đạo lý mà không chịu. Vậy là mà khiến cha mẹ chết nó ngày trùng cái ép, không cho ba má về. Rồi tới ngày cúng cũng ai? Ép không cho ba má về mà cúng ai gì ăn? Nhiều cái nó mâu thuẫn là đời. Như vậy thì quý vị mới thấy người ta không có hiểu được lẽ thật, rồi cứ bị trói buộc bởi những cái bâng quơ. Đó là những cái bâng quơ không có sự thật. Kiếm cha mẹ mất thì theo đó mà chôn cất, đứng theo cái lẽ thường thôi. Ngày giờ là cái dư, mình vì cha mẹ chứ đâu phải vì mình. Mà đa số tới những ngày đó là vì mình hơn là vì cha mẹ. Nhiều khi cái ngày xấu có để cả tuần lễ có khi nó hôi hám thì cái ráng chịu. Đó là cái khổ do cái sai lầm mà gọi là mê tín mà ra đó. Vì vậy cho nên người Phật tử phải có trí tuệ, phải sáng suốt để biết được cái lẽ thật, đừng có những cái sai lầm đó. Bây giờ quý vị nghe, quý vị có gan chưa? Gan chưa hay còn sợ? Chắc tôi còn sợ không gì nữa, cho nên là họ còn gan hẳn như tôi đó. Đó là tôi nói cho lẽ thật cho quý vị biết. Thì như vậy tóm lại chúng ta đã hiểu cái nghiệp là do mình tạo, thì tất cả ngày tháng, tất cả những cái gì nó đều lệ thuộc vào cái nghiệp của mình hết. Như vậy thì mình tạo nghiệp lành thì mọi cái đều là ổn định, đều là lành. Tạo nghiệp dữ thì mọi cái đều là dữ, không thể tránh khỏi được. Thì như vậy có cái gì sợ hơn là nghiệp đâu?
mà người ta lại không sợ nghiệp, cứ sợ chuyện đau đau thôi mà. Đó, do đó cho nên trong kinh có kể một câu chuyện này. Câu chuyện này tôi kể ít nhất là cũng 50 lần rồi. Trong kinh kể rằng hồi xưa có một ông trưởng giả giàu lắm, mà ông có cái 4 bà vợ. Trong 4 bà vợ của ông á, bà thứ nhất trung thành với ông đáo để, mà cả ngày ông không thèm nói cho tên. Còn bà thứ hai á, thì ông nhắc nhở khá khá. Đến bà thứ ba thì thôi ông nhắc liều miệng. Đến bà thứ tư thì có, ông đâu là có bà đó, không rời nhau. Bây giờ ông đau nặng, ông sắp chết, kêu 4 bà lại. Bây giờ tôi sắp chết, có bà nào chịu chết theo tôi không? Cái bà mà có ông ở đâu có bà đó, bà lên tiếng trước. Nó bình thường, ông đi đâu có ông và có tôi. Bây giờ ông chết, tôi xin đưa ông tới cửa. Bà thứ ba lên tiếng kế. Nó bình thường, ông nhắc nhở tôi liền miệng. Bây giờ ông chết, tôi xin đưa ông tới cổng. Đến bà thứ hai, nó làm bình thường, ông cũng có nhắc nhở tôi nhiều. Bây giờ ông chết, tôi xin đưa ông tới mộ, tới nguyện. Cái bà thứ nhất nói rằng bình thường ông không ngó ngàng tới tôi, nhưng bây giờ ông chết, tôi nguyện chết theo ông. Quý vị thấy ông trưởng giả công bằng hay là bất công? Nếu xét như vậy ông trưởng giả quá bất công, phải không? Với những người trung thành thì lơ là, với những người từ giả sớm nhất lại thương nhất. Thì ông trưởng giả đó Phật muốn chỉ cho ai quý vị biết không? Chỉ cho quý vị đang ngồi đây đó. Quý vị là trưởng giả bất công. Tại sao vậy? Người vợ thứ tư á, là Phật ví dụ tiền bạc. Quý vị đi đâu có nó trong túi không? Nghe là có đâu mình nó theo đó, nhưng mà chết rồi nó đưa tới đâu? Nó ở trong nhà, trong tủ, những cái chỉ trong phạm vi cái nhà, cho nên ra tới cửa, tiền nó tới cửa. Cái mà thiết tha nhất với mình là cái từ giả mình sống. Rồi cái bà vợ thứ ba đó là Phật thí dụ của cái đồ đạc. Có một chiếc xe, có một món đồ quý, vân vân. Đi đâu mà quý vị quên khóa bên đó, đồ có nhớ không? Kiếm nhớ cái đó để đâu rồi, hay là cái kia có ai phá hại không? Luôn luôn nhớ. Nhớ tiền bạc là số 1, của cải là số 2. Nhớ của cải. Nhưng mà khi chết rồi nó đưa tới đâu? Đưa tới cổng, trong vòng rào, không ra khỏi rào, cho nên đưa tới cổng thôi. Đó là hai cái mà quý vị luôn luôn nhớ, lo, nhắc nhở, mà nó từ giả số như vậy. Đến cái thứ ba, tức là bà vợ thứ ba, là Phật ví dụ cho danh vọng, làm ông này bà kia, làm được ông này bà kia. Thì quý vị nếu mà có tiền, có của rồi thì cũng muốn có chức gì chút cho thiên hạ nể chút, phải không? Vì đó là danh vọng. Và danh vọng á, thì nếu được làm ông này bà kia rồi thì khi chết là đưa tới nguyệt, tức là đưa văn tài là tới nguyệt, cái để lại cái đọc điếu văn. Nói ông này làm chức gì, bà gì này đó, nói rồi cái đặt cái nguyệt, đặt cái quan tài xuống nguyệt, cái đầu ta đưa tới nguyệt. Còn cái bà thứ nhất là Phật thí dụ cho cái nghiệp. Cái nghiệp nó trung thành với mình, mà bình thường mình không có ngó ngàng tới nó chút nào, phải không? Không ngó ngàng tới nó mà chết rồi nó theo mình. Quý vị thấy con bất công chưa?
và ta quý vị làm chuyện đã bất công. Như vậy thì chúng ta lo cho những cái nó từ giả chúng ta sớm, mà không lo cái mà trung thành chúng ta. Những cái đó là cái. Như vậy thì nói tới tu, tức là nói tới phải làm sao chuyển được cái nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Làm sao mỗi ngày chúng ta đều nhớ mình ngày nay làm gì, lành hay là dữ, để mình chừa những cái dữ, tạo những cái lành. Đó là biết nhớ cái nghiệp. Còn nếu chỉ nhớ tiền, ngày nay không được nhiều, mai không nhiều, nhớ cái đó hoài thì thấy tiền nó mắc, nó ở trong nhà, đưa tới cửa thôi, phải không? À, bây giờ thì quý vị phải đổi cái nhớ đó lại thành cái nhớ tới cái nghiệp của mình. Đó là một nghiệp ác. Rồi tới chùa, nhà quý thầy quý cô tụng kinh đưa quý vị đi, có đi được không? Tôi nói ví dụ như thế này, thì quý vị nhớ, thí dụ như có một đứa bé 17, 18 tuổi, nó lỡ nó nghiền xì ke ma túy, cha mẹ khổ tâm quá, muốn cho nó bỏ, nó cai đi, mà nó không chịu cai, nó không chịu bỏ. Bây giờ Thanh thiện với quý thầy mới lại xin, thôi giờ thầy thương con của con, thầy cầu cho nó bỏ dùm cái bệnh nghiền ma túy, thì con đổi ơn thầy trăm phần. Thì ông thầy sẽ nói sao? Con dám lãnh cái đám đó không? Bây giờ giả sử đặt bao nhiêu tiền chắc cũng không dám lãnh. Bởi vì sao vậy? Vì cầu lên đó mà nó không có bỏ thì còn gì mà nhìn bà con, phải không? Cho nên không dám cầu. Như vậy thì cha mẹ mới thỉnh thầy cầu siêu, thì đã ít đã nhiều thầy cũng cầu được hết, cũng lãnh hết. Tại sao dễ vậy? Tại vì cầu mà có siêu không siêu ai mà thấy. Có đi không đi vậy, không ai biết hết trơn. Thì thôi làm rồi thì xong việc, an lòng. Còn cái này nhanh nhán trước mắt, nếu mà cầu mà nó không thấy cái thì làm sao mà có chứ hả? Bởi vậy không ai dám lãnh được trơn. Thì đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì cái nghiệp của đứa bé nó đã tạo, nếu không nó không tự chuyển thì ai mà chuyển giúp nó được? Dù cho quý thầy cái cô thương không biết làm sao đó. Thì như vậy cái nghiệp đứa bé không chuyển được thì cái nghiệp ác của mình làm suốt cả đời, rồi tới chết quý thầy chuyển nó sẽ chuyển nổi, phải không? Đó là một cái lẽ thật. Bởi vậy chúng ta hiểu rồi thì quý Phật tử phải can đảm để mà chuyển nghiệp của mình, chứ đừng nghĩ lại, đừng chờ chết rồi quý thầy quý cô đưa những việc làm. Khó quá, quý thầy quý cô ở đây đâu có biết đường những việc làm đưa. Quý thầy đâu có qua mấy lần nào đâu, phải không qua trở về rồi biết mà đưa, chưa từng qua mà đưa thì đưa sao cái. Đó là cái chuyện nó thực tế như vậy, quý Phật tử hiểu để mà lo đến chùa tu, chứ không phải đến chùa mà nhờ như vậy. Hiểu cái đó rồi là chúng ta hiểu đạo, chúng ta biết tu. Còn nếu không hiểu vậy là chúng ta chưa biết tu. Thì như vậy cái nghiệp mà tôi nói ở đây, quý vị thấy tôi chỉ cho quý vị con đường tự do đó, phải không? Tự do chọn lựa, tự do hành động, và vui nhận cái tốt mà cũng vui chịu cái xấu, chứ đừng trách đừng buồn ai hết. Như vậy thì nếu hiểu được nghiệp, quý vị can đảm không? Như vậy thì mất thực là con người tự do, con người can đảm. Còn không hiểu vậy thì ý lại, rồi sợ sệt được thứ hết, nó phiền hà, nó không có an ổn. Đó là cái ý nghĩa chữ nghiệp tôi nói tới đây là hết. Bây giờ có mấy Phật tử muốn hỏi gì đó. Kính bạch Hòa Thượng, Việt Nam có hai nhục thân của tiền sư Việt Nam ở ngoài Bắc. Kính xin Hòa Thượng cho biết có pháp môn nào tu luyện cho sắc thân được bất hoại như thế không? Phật tử này muốn để cái thân lại cho cái chồng ngoài những cái gì thân.
Thực ra nó không có cái pháp môn tu để giữ cái thân không hoại. Nhưng mà khi xưa, tức là năm 93 tôi có sang Trung Quốc đến chùa Hoa Nam, tức là ở Tàu Khe hồi xưa đó, chỗ Lục Tổ, thì tôi cũng thấy ba cái dược thân của Lục Tổ Huệ Năng, của ngày hai vị nữa tôi quên tên, còn thờ tại cái chùa Hoa Nam ở Tàu Khe. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng có, không phải là hai thôi, mà bây giờ còn một vị nữa, tức là một vị thiền sư ngày ở Trung Quốc sang Việt Nam tu, cũng còn một cái nhục thân. Thì cái nhục thân này không có gì lạ, là khi người tu mà đến cái sinh tử tự tại rồi thì có thể muốn cái thân còn thì nó còn, muốn hoại thì nó hoại. Nghĩa là khi nào mình hoàn toàn làm chủ tự tại thì cái đó nó được, chứ không có cái luyện để cho nó còn hoài được. Bởi vậy cho nên những cái xác ướp mà nó còn lại là ta để trong kín. Còn cái này, hai cái nhục thân của hai thiền sư ở Việt Nam, ở tại chùa Đậu ngoài Bắc đó, thì tôi có ra tới tận nơi thì thấy hai ngài để cái tên thế gian, ngài là Vũ Khắc Minh, ngài Vũ Khắc Trường, hai người đó là chú cháu tu ở tại chùa đó. Sau khi tịch thì ngài ngồi ở trong một cái như cái miếu thổ thần vậy đó, ngồi đó cái ngày tịch. Tịch thì ngài đóng cửa lại, bảo đệ tử chừng 7 hôm mở cửa ra, mà nếu nghe cái mùi hôi thối thì chôn, còn nếu không có mùi hôi thối thì cứ để. Thì 7 bữa họ mở cửa ra thì thấy không có hôi hám gì hết, rồi còn nguyên vậy. Cho tới bây giờ tôi tính, hồi tôi ra là tính từ hồi đời nhà Lê, khoảng Lê Y Tông đó, mà tới hiện giờ là 300 năm mà hai cái thanh còn nguyên. Lúc trước mấy người Liên Xô đó, họ qua, mấy ông bác sĩ đó, họ thấy là cũng ngạc nhiên, rồi họ có chở về bệnh viện Bạch Mai mà đục ở trên này, mà thứ phải có thiệt hay không, thì đục thấy cái não nó khô còn nguyên vẹn đó. Thì như vậy cho nên cái chuyện đó nó rất là lạ, nhưng mà nó cũng không phải lạ. Điều gì cái người tu đến cái sức tự tại rồi thì có thể có những cái việc như vậy, chứ không phải là không có. Ở Trung Hoa, ở Việt Nam đều có. Có một Phật tử hỏi: kính bạch Hòa Thượng, chúng con kính xin Hòa Thượng chỉ dạy là chúng con có cần bỏ việc coi tin tức trên truyền hình hoặc nghe radio để chuyên tâm tu tập hay không? Một, hai, chúng con thấy thích pháp môn tu quán niệm của Hòa Thượng Nhất Hạnh mà cũng thích tu thiền theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng. Vậy cùng một lúc có thể nào chúng con tu tập theo cả hai cách không? Có gì khác không? Bây giờ tôi trả lời câu thứ nhất là mình tu thì có nên coi truyền hình để biết tin tức hay là nghe radio để biết tin tức không? Thì cái chuyện ở tại gia cư sĩ thì chúng ta không nên có cái thái độ cực đoan. Tại sao vậy? Bởi vì bây giờ trong chùa thấy cũng có mấy cái đó. Như vậy trong chùa có, mà tôi bảo cư sĩ đừng coi thì nó hơi khắt khe quá, phải không? Cho nên rồi thì quý vị coi để biết tin tức nào quan trọng rồi thôi, chứ đừng có xem hoài bất kỳ giờ. Nghĩa là cái phần nào quan trọng thì coi biết chút ít rồi nghỉ để thì giờ tu thì được, chứ còn nếu mà theo dõi nó hoài thì không tốt đó. Câu hỏi thứ hai về cái lối tu quán niệm của Hòa Thượng Nhất Hạnh và cái phương pháp dạy của tôi, thì có thể tu hai cái đó chung lại tu được không? Thì tôi xin nói rõ, tôi và Thầy Nhất Hạnh là cùng bạn với nhau chứ không ai xa lạ. Vì tôi với Thầy lúc trước ở Tương Bối Am một thời gian,
Nếu quý vị ta đọc cái cuốn Nẻo Về Của Ý thì biết. Thì như vậy, thầy dạy, tôi dạy, nhưng mà thầy thì dạy nặng về cái người Tây Phương. Cho nên phương pháp nó có tính cách cụ thể hơn và hình thức hơn. Còn tôi thì dạy nặng về người Đông Phương, cho nên có thể trừu tượng hơn. Nếu ai thích cái nào thì làm cái ấy. Cho hai cái rồi chung vô, nhiều khi rồi được cái này mất cái kia, rồi sanh ra phiền não cũng tốt. Thôi khi nào ứng dụng được phương pháp đến nơi đến chốn đều là tốt, chứ không nên một lần mà làm nhiều quá nghe nó lộn xộn không hay. Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng quan hỷ cho chúng con biết, khi ngồi thiền hít vào bằng mũi, nhưng khi thở ra bằng mũi hay bằng miệng? Chỉ ba cái đầu thì hít bằng mũi, thở bằng miệng, còn từ đó về sau thì hít bằng mũi, thở bằng mũi hết, chứ đừng bằng miệng nữa. Nếu thở bằng miệng lâu thì bị khô phổi. Cho nên chỉ hít bằng mũi, thở bằng mũi cho nó đều đặn là tốt. Có một phật tử hỏi, kính xin hòa thượng chỉ dẫn con cách ngồi thiền và xả thiền, con cảm ơn. Giờ đâu chỉ đây. Bây giờ hết giờ rồi. Bây giờ hôm ở trên Sydney tôi có chỉ, và quý vị ở công viên phim thì có thể quý vị vô cần thì liên hệ với cái ban tổ chức cho tỉnh đó, hỏi rồi họ gửi cái cục phim xuống coi. Vì gì hôm đó nó có động thì giờ tôi có chỉ kỹ càng. Có một phật tử hỏi, bản lai diện mục là gì, có khác với cái tôi bản ngã không? Hai, có thực mới có thực có một cảnh giới khác không? Người đã trả hết nghiệp tức là chết trong kiếp này, có phải sẽ được ở trên cảnh giới đó hay hay gì chỉ là cái tiếng bên này hay chỉ là một ảo tưởng mà thôi, do lòng tin tưởng mê muội? Thì cái điều này tôi trả lời từng câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, bản lai diện mục là cái gì, có khác với cái bản ngã không? Thì cái chữ bản lai diện mục hôm qua tôi có nói, chữ bản là xưa, lai là nay, diện mục là cái mặt mày thật của mình. Mặt mày thật của mình từ bao giờ đã sẵn, gọi là bản lai. Nó đã sẵn từ bao lâu rồi, chứ không phải mới. Thì như vậy, cái bản lai diện mục, nếu mình nói tên khác thì gọi là Phật tánh, gọi là chân tâm, chứ không gì. Mà sở dĩ nơi chúng ta có cả hai phần, cái phần duyên hợp tạm bợ và một phần không phải duyên hợp mà đã có muôn đời. Như vậy thì chúng ta theo cái phần duyên hợp tạm bợ là chúng ta đi theo cái chiều sinh diệt. Chúng ta nhận ra được cái phần chưa từng sinh diệt đó thì chúng ta trở lại cái bất sanh bất diệt mà trong nhà Phật gọi là Niết Bàn, tức là không còn sanh tử nữa. Như vậy nó là một cái lẽ thật chứ không phải là ảo tưởng, cũng không phải là cái bản ngã. Bản ngã thì người ta thấy là thân này, còn cái đó nó là một cái thực mình mà không có tướng mạo. Bây giờ có người nói như vậy thì làm sao biết mình có cái đó, phải không? Nói mình có bản lai diện mục nhưng mà làm sao mình biết? Thì có thể tôi dùng một cái ví dụ nhỏ để cho quý Phật tử thấy. Như trong hội Kinh Lăng Nghiêm, Phật thuyết Kinh Lăng Nghiêm thì Phật quở Chư Tăng nói rằng các ông luôn luôn chạy theo ngoại cảnh mà quên mất mình. Cái từ chư mong gọi là quên mình theo Phật, chạy theo ngoại cảnh mà quên mất mình.
thì các vị hỏi Phật rằng cái chỗ nào làm sao biết được chúng con theo Phật mà quên mình, thì khi đó Phật liền đưa một cái hình ảnh cho thấy bây giờ tôi ôn lại cái việc đó, hỏi quý Phật tử coi trả lời đúng hay không. Ví dụ như tôi đưa tay lên, hỏi quý vị thấy không, thì trả lời sao? Thấy. Trăm người như một ai cũng nói thấy. Bây giờ tôi để tay xuống đây, hỏi thấy không? Không thấy. Như vậy thì có tay đưa lên gọi là thấy, tay để xuống gọi là không thấy. Nói vậy trúng chưa? Quý vị chịu không? Chắc đồng ý hết. Nhưng mà Phật quả đó là quên mình theo Phật. Tại sao vậy? Bởi vì cái tay của Phật hay là cái tay của tôi đưa lên thì quý vị thấy. Thấy cái gì? Thấy cái tay. Mà hỏi thấy không thì nó thấy. Bây giờ cái tay để xuống, hỏi thấy không, nó không thấy. Thì không thấy cái tai. Chứ còn cái thấy đâu có không. Phải không? Không có cái tai ở đây. Chứ còn cái thấy tai đâu phải là không. Cái tai có ở đây thì quý vị thấy cái tai. Chứ đúng ra hãy thấy không thì nói à tôi thấy cái tai. Cái tai để xuống hãy thấy không, nó thấy không có cái tai. Chứ cái thấy trước sau làm vẫn có. Mà bây giờ có cái tai nó thấy, không có tai nó không thấy, thì quên cái hay thấy mà nhận cái vị thấy là mình. Phải không? Cái tai là cái vị thấy, mà hay thấy là mình. Như giờ nói có tai là có thấy, không tai là không thấy, tức là quên cái hay thấy của mình mà nhận cái vị thấy là mình. Đó là quên mình theo Phật. Rồi Phật lại bảo Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông bo, hỏi Ngài A Nan không có nghe không. Ngài A Nan trả lời nghe. Rồi hỏi tiếng chuông Phật hỏi không có nghe không. Nó không nghe. Phật nói đó, ông cũng quên mình theo Phật. Thì tiếng chuông có là cái tiếng vang của cái chuông. Nghe ông nghe tiếng chuông, không tiếng chuông đã nghe, không có tiếng chuông tại sao nó không nghe? Phải không? Cái nghe là ở tai mình, là của mình. Tiếng chuông là ở ngoài cái chuông, là của cái chuông. Mà không có tiếng ở cái chuông mình lại nói không có nghe, thì mình đã làm cái nghe thuộc về tâm thân. Như vậy thì nơi mình sẵn có cái hay nghe, cái hay thấy và tất cả những cảm giác hiện hữu mà mình không biết. Mình chỉ biết cái mình về tinh thần là cái suy nghĩ thôi. Mà cái suy nghĩ nó lại không thiệt, mà lấy cái đó làm mình. Còn cái hay nghe, hay thấy, hay biết hàng hữu mình quên mất. Cho nên lặng được cái hay lăng xăng này thì chừng đó mới thấy được cái hiện biết của mình nó đầy đủ. Thì đó là cái chỉ cái lẽ thật cho mình. Mà trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng cái hay thấy hay nghe sẵn có đó, nếu nhận ra được nó, đó là chỉ mặt trăng thứ hai chứ chưa phải mặt trăng thật. Như trong Kinh nói thì Phật nói có mặt trăng thật, có mặt trăng thứ hai, rồi thêm có mặt trăng thứ ba nữa. Mặt trăng thứ ba nghĩa là ở dưới dòng sông, dưới hồ nước, nếu trong thì trên trời có mặt trăng. Nhìn xuống này thấy có mặt trăng không? Nhìn xuống thấy bóng mặt trăng, phải không? Thấy mặt trăng như này, mà mặt trăng mình nhìn xuống thấy á, đó là mặt trăng bóng thôi. Rồi cái mặt trăng thứ hai là gì? Khi đó mình ngứa mắt, mình dụi, dụi mạnh đó, cái dở tay ra nhìn lên cái thấy mặt trăng thiệt nó lè ra, dường như có mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai là một cái lè của mặt trăng thứ nhất. Đó. Mình thấy cái lè đó gọi là mặt trăng thứ hai. Mà mặt trăng thứ hai nó không phải là mặt trăng thứ nhất, nhưng nó kế cạnh sát một bên.
Nói chừng hết là rồi thì thấy được bản thân chúng mình. Thì cũng vậy, chúng ta có cái thạch, nó đưa hiện tiền ở sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà chúng ta không nhận cái đó mà lại nhận những cái